hát tặng mọi người một bản. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà góc vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Chết rồi. Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Đã nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện tắm. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em ở đâu em? Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 nhưng mà cũng gần, không sao hết. Có thể cho em tí nhạc không anh? Có nhạc. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Trần Quang Linh, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Hà Tĩnh. Hiện tại là đang là quản lý dịch vụ khách hàng tại Lotte Mart quận 7 ạ. Rồi, chào bạn, bạn tên gì? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, năm nay em 24 tuổi. Hiện em là kế toán của một công ty dược. Mình làm công việc này được bao lâu rồi? Dạ, em làm được khoảng hơn một năm rồi ạ. Giới thiệu về mình một chút, mình có những điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Em là một người rất là lạc quan, vui vẻ và hòa đồng. Em rất thích một câu nói là cuộc sống thật ra tươi đẹp lắm. Nếu như không thì chỉ là do bạn nhìn sai cách mà thôi. Tại sao bạn lại chưa có bạn trai? Ai cũng hỏi em như vậy hết. Em chưa có bạn trai, chắc là duyên chưa tới vậy Tường à. Từ trước giờ đã có mối tình nào chưa? Dạ, chưa. Chưa luôn? 24 tuổi, chưa một mối tình nào. Còn bạn? Một người phải nói cũng rất là lanh lẹ, quản lý trong một cơ quan cũng khá lớn luôn. Ngày nào cũng ra vào biết bao nhiêu người đẹp như vậy. Dạ. Sao mà chưa tìm cho mình được ý trung nhân? Trong công việc thì mình nguyên tắc quá, khó tính. Đòi hỏi mọi người phải là thực hiện đúng cái nội quy đó chứ không được phép là sai. Thì chính vì vậy mà hầu như là những cái bàn mà gần mình là toàn thấy mình là chạy không thêm. Sợ quá chạy luôn chứ không có dám lại gần. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã trải qua 2 mối tình, dài nhất là gần 4 năm. Gần 4 năm thì là dài lắm đấy. Dạ. Nhưng lý do tại sao phải chia tay bạn? Bởi vì bạn nữ ra Hà Nội xa mặt chắc là cách lòng nên bạn nữ có cái ý trung nhân nào khác đó gì nên là bạn ấy chia tay mình. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh làm lâu chưa? Em vào thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 năm 2015. Tức là mới vào đây thôi. Dạ vâng ạ. Bây giờ bạn muốn lập nghiệp ở đây hay là đưa bạn gái về Hà Tĩnh rồi làm dâu ở Hà Tĩnh? Thì em nghĩ là với cái công việc hiện tại của em thì em phải ở đây chứ không về Hà Tĩnh thì không thể làm gì được. Ủa sao giật mình dữ vậy em? Dạ bởi vì hiện tại thì em làm việc ở Sài Gòn nhưng mà nhà em thì cũng ở dưới thành phố Vũng Tàu á. Dạ. Mà về Hà Tĩnh thì chắc sao quá. Nhiều đó là nhầm nhò gì, yêu nhau mấy đứa cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua mà em. Dạ, khi nào yêu đến mức đó thì chắc được. Bạn muốn một người bạn trai như thế nào? Trước tiên là em rất thích người có trách nhiệm ạ. Em không thích những người mà không có trách nhiệm với bản thân mình, với công việc cũng như trong cuộc sống. Làm việc nửa vời á. Đã nói là làm, còn nếu không thì thôi đừng có nói. Em còn trẻ mà có vẻ người hơi cứng nhắc trong mọi thứ ha. Lúc em có thói quen gì không? Hay lúc mà em buồn hay là có sở thích của em là cái gì? Sở thích của em là em hay nghe nhạc. Nghe nhạc nhiều chắc là hát cũng hay lắm đúng không? Hay hát tặng mọi người một bản. Em hát thì không được hay lắm nhưng mà góc vui thì em hát một đoạn. Rồi. Tình yêu như mộng đẹp nên thơ. Chết rồi. Chết rồi. Không sao, không sao, không sao. Để cho mình vô điệp khúc luôn đi. Dạ. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Bạn Nam. Rồi sao bạn Nam? Anh đã đi muôn nơi, vẫn nhớ về quê em Hà Tĩnh. Một miền quê xao xuyến ân tình. Anh đã đi muôn nơi, chiều nay về tắm ăn dòng lá. Biển Thiên Cầm xôn xao mùa nắng. Xin lỗi. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Chiều cao thì khoảng 1m57 trở lên là ok. Cũng đừng son phấn quá mức. Rồi thì sơn móng tay mà lòe loẹt quá. Cần phải có một sự chung thủy và chia sẻ công việc với nhau.
tin tưởng lẫn nhau. Không thích gì người phụ nữ? Phụ nữ độc đoán. Rồi. Mình có những ưu điểm gì và khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì trong công việc thì rất là nhiệt tình, đã nói là làm, nói mà không làm thì em không làm. Chính vì vậy mà em rất là khó tính trong công việc. Không hút thuốc, uống rượu, bia thì tất nhiên phải có để mà giao lưu. Còn về nhược điểm thì trong tình yêu hơi rụt rè một tí. Hơi rụt rè không sao. Nói tóm lại là trong công việc là rất là cá tính, nhưng tình yêu hơi rụt rè. Như vậy là cũng rất dễ thương. Xem đàn gái thế nào nha. Chào bạn. Bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thích một người có bản lĩnh. Đây, anh này bản lĩnh rồi. Quản lý như vậy rất bản lĩnh rồi. Có ý chí trong công việc cũng như là trong cuộc sống nữa. Rồi, có luôn. Từ Hà Tĩnh vào đây làm việc như vậy rất là có ý chí. Dạ, rất quan tâm chút xíu. Quan tâm, anh quan tâm nhiều người lắm. Cả một cơ quan người quản lý phải quan tâm đến từng người chứ, đúng không? Nói tóm lại là anh ấy có đạo đức và có năng lực. Anh có năng lực, đạo đức? Chưa biết. Để hỏi. Rồi. Sao nó yêu cầu bạn đó, bạn thấy sao? Yêu cầu phải có đạo đức. Đạo đức thì em nghĩ rằng là mình dạ em cho chị. Ôi trời, đẹp trai thế. Đẹp trai mà. Chị khen em đó. Dạ em cảm ơn chị nhiều. Sao em không khen lại chị? Dạ chị xinh quá. Cảm ơn chị nhiều. Thì trong gia đình em thì có ba chị em, nhưng mà chị đầu thì có chồng rồi, còn chính vì vậy mà những cái công việc nhà ở trong nhà thì hầu hết là khi mà em ở nhà là về nhà là em phải làm hết. Chứ không có chuyện mà nói là bây giờ cái giặt quần áo của mẹ đó không giặt hoặc cái gì đó, không phải. Bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Có thể là 1 đến 2 năm. Hôm qua tìm hiểu mà nếu mà được thì sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Mọi thứ mình đã sẵn sàng hết, gia đình ok hết chưa? Dạ cũng ok rồi. Rồi ha. Rồi. Nếu mà lập gia đình thì bây giờ mình vẫn sống ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đúng rồi. Và đặc biệt là em rất là thần tượng bố mẹ em. Đó là bởi vì trong gia đình thì không thể nào mà tránh khỏi được cái lúc mà cơm canh chẳng lành. Đúng rồi. Nhưng mà mẹ em thì chẳng bao giờ bỏ bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình hết sức là quan trọng. Có giận, có gây, có gì cũng phải nấu cơm nấu nước phải không? Dạ đúng rồi. Ngược lại, thí dụ mai mốt hai vợ chồng lấy nhau rồi vợ cũng nấu nước mà chồng có bỏ đi hay về ăn, có về ăn cơm không? Chuyện đó thì không có bao giờ có. Chắc không? Cơm nhà là quan trọng nhất. Vậy nha. Bởi vì em rất thích ăn cơm nhà. Rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với hai đồng nghiệp của em ạ. Rồi. Chào hai bạn. Em chào anh Linh, chị Tường. Rồi chào hai bạn. Em thấy là bạn này rất là được, ok đó. Đảm bảo luôn là anh kéo lên anh sẽ thích. Hay quá ta, biết rõ là anh kéo lên anh sẽ thích. Anh Linh, anh dễ thương, dễ tính không em? Tính của anh Linh á, thì rất là nhiệt tình, quyết đoán và rất là thẳng thắn. Y như hồi nãy bạn nữ đã nói á, bạn gái này là đúng như cái mẫu lý tưởng của bạn Linh luôn á. Ủa vậy á? Đúng rồi, tại Linh rất thích một người rất là thùy mị và dịu dàng. Và nói chung là không có phô trương vẻ bề ngoài nhiều. Rồi. Em có đi với ai không? Dạ có. Ai đâu? Em đi với dì và hai chị họ. Rồi, cho chị gặp dì với hai chị. Dạ, chào dì. Chào Quyền Linh với chào Cát Tường. Dạ. Dạ, dì dạ, nhận xét một tí xíu về... Thì theo sao thấy á là bạn trai cũng được, hiền, dễ thương. Sao thấy trước mắt là hai đứa có thể tìm hiểu. Cảm ơn Sáu. Dạ, cảm ơn Sáu. Cảm ơn Sáu ạ. Rồi bây giờ mình mở màn lên cho hai người gặp mặt nha. Kéo màn. Tóc đẹp quá. Các bạn có thời gian để trao đổi với nhau, tìm hiểu nhau. Nào, mời bạn. Anh có món quà tặng em. Họ em cảm ơn anh. Giỏ hoa đẹp quá, bạn lựa đó à? Dạ, em lựa. Giỏ hoa đẹp đấy. Cảm ơn anh rất nhiều. Chào em. Em thấy anh sao? Nhìn anh rất đẹp trai. Nhìn anh cũng hiền đó. Chưa chị mà khen đẹp là đẹp hả? Chị khó tính lắm, chị nói đẹp là đẹp. Em ở Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi, nhà đúng em rồi. Quê biển thì quê anh cũng quê biển. Anh có hay đi tắm biển không? Thường xuyên. Dạ. Anh đi thường buổi sáng hay là buổi chiều? Anh thì thường đi, nếu đi tắm biển thì anh sẽ chọn lựa chọn buổi chiều. Dạ. Buổi chiều. Ta nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện tắm. Anh Linh quan điểm thế nào về tình yêu? Anh nghĩ rằng là tình yêu thì cần có sự chia sẻ và hy sinh cho nhau. Bởi vì khi một bên mà đã không có sự chia sẻ và sự hy sinh cho nhau thì sẽ dẫn đến cái tình trạng nó tan vỡ ngay lập tức. Chính vì vậy mà mọi người phải hiểu và hy sinh cho nhau để mà cả hai cùng vun vén tình cảm đó. Em cũng đồng ý với ý kiến đó. Cho anh hỏi một tí là bởi vì bây giờ em 24 tuổi mà lúc này em có nói là chưa có người yêu thì cũng xinh mà không có người yêu thì anh cũng có thể là bởi vì á lúc em đi học á thì ba mẹ nói chung là không muốn em quen ạ, nên em không có ý định quen. Dạ. Còn 2 năm về đây thì em đi làm, nói chung là về cũng có một số việc cần làm, mình tự học nên là không có đi chơi nhiều, nếu đi thì cũng đi với gia đình hoặc là bạn thân thôi ạ. Vâng. Thế thì bây giờ hiện tại là em đang ở Sài Gòn thì em ở đâu em?
Em ở bên Tân Bình ạ. Anh ở quận 7 lắm. Nhưng mà cũng gần, không sao hết. Nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đúng không đi chị? Nếu mà giả sử như có sự đồng ý của hai cả anh và em á, thì chúng ta về gia đình thì chúng ta sẽ có bao nhiêu người đứa con? Thật ra là em thích sinh ba người con. Ba người con. Nhưng mà còn không biết sao nữa. Gia đình anh cũng ba người. Quan trọng là vấn đề là dù trai hay gái thì điều đó không quan trọng. Vâng, vậy thì tốt rồi ạ. Chứ hướng phát triển kinh tế khi lấy nhau như thế nào? Khó không mà đẻ cho giữ vô. Dạ, chắc là cái đó thì sẽ có đấy chị. Em cũng ngoài cái công việc này thì em cũng rất là thích kinh doanh. Nếu em có ý định về thành phố Vũng Tàu sinh sống và làm việc thì anh thấy sao? Cái đó thì anh phải hỏi sếp anh để xem thử chuyển về Lotte Vũng Mắt Vũng Tàu không đã. Anh khi gặp em thì anh thấy nào? Em xinh dễ thương. Nói chung thì anh thấy thích. Cảm ơn anh Linh. Rồi em xin phép anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn em sẽ nhảy một bài Cha Cha Cha. Rồi, vỗ tay. Cha Cha Cha. Có thể cho em tí nhạc không anh? Có nhạc. Thôi được rồi, dạ con cảm ơn. À như đó thôi đó hả? Khi nào mà hai người cùng nhảy với nhau khi đó mới có phăng, có bè. Hai người cùng nhảy mệt lắm à. Bây giờ mình nói mỗi người một câu nữa. Anh nghĩ rằng là mình cho nhau một cơ hội nhé. Dạ. Dạ. Cảm ơn em. Hai người dắt đi luôn đi. Cho em cơ hội nha, dạ rồi xong rồi. Dạo này sao mình thấy giống như cái công việc của mình nó thừa thải hay sao á. Vậy thích hơn á, càng đó. Khỏe ha. Khỏe ra vậy đó. Vậy còn vui nữa. 3 2 1 rồi, hết thời gian. Ủa em bấm rồi mà nó không lên. Khó kìa. Nào, chúng ta hãy nắm tay nhau. Cho anh nắm tay được không? Cảm giác thế nào bạn trai? Nói chung là bây giờ vẫn còn run.